Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử đang được các doanh nghiệp sử dụng ngày càng phổ biến để tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tại buổi lễ về giải pháp mã hóa dữ liệu, chứng thực chữ ký số và định danh mobile trên nền tảng số, SAM Appliance được xem là một giải pháp công nghệ sáng tạo trong hệ sinh thái phong phú các giải pháp, dịch vụ mã hóa, chứng thực điện tử hiện nay, tích hợp tất cả các giải pháp mã hóa, bảo mật, chứng thực chữ ký số và định danh mobile trong một thiết bị phần cứng. Giải pháp này giúp công dân và tổ chức dễ dàng tiếp cận và sử dụng chữ ký số, định danh điện tử trong giao dịch điện tử hay thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh dữ liệu.